Dự án đường DH8 của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam dẫn vào trung tâm xã Trà Bui có chiều dài 28 km với mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 2 năm trôi qua, đơn vị thi công vẫn thực hiện dự án một cách cầm chừng. Nhiều đoạn chỉ làm được một nửa, nham nhở. Điều này đã khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, tiềm ẩn tai nạn giao thông khi đây là tuyến đường độc đạo đến trung tâm xã Trà Bui của hàng ngàn hộ dân đồng bào Ca Dông. Ghi nhận tại hiện trường, cả đoạn đường dài 28 km đi đến trung tâm xã Trà Bui được xây dựng nham nhở từng đoạn nhỏ. Tại đây chúng tôi chứng kiến hai người dân đi xe máy ngã trên các ổ gà đầy nước ở đoạn đường đã tập kết vật liệu nhưng chưa được thi công. Đường thì quanh cao mà hộp gà ổ voi chứ không phải ổ gà nữa. Nên là hơi nguy hiểm, đi nguy hiểm. Đâu có dám chạy nhanh đâu mà. Cái đường có 30 cây mà chạy 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Mọi người xuống sàn đều lật miết xe tải. Tại đây lật cho nơi mà nơi vậy nó lật cho nơi chiếc này. Bên trong mình lật chiếc nữa. Xe lún lại miết. Mỗi lần đau ốm đi lại cũng khó. Khó khăn lắm. Rồi em bấn hòn đồ đây nè, rồi chở hòn cũng khó. Rất nhiều vấn đề đã phát sinh từ việc thi công quá chậm tuyến đường độc đạo này, trong khi nhà thầu đã tạm ứng hàng chục tỷ đồng vốn ngân sách. Thậm chí tại điểm đầu tuyến đã làm xong, vì để quá lâu nên đã bắt đầu xuống cấp. Trước đó, chủ đầu tư cũng từng đưa ra tối hậu thư là nếu liên doanh nhà thầu gồm công ty Thanh Sơn và công ty Thái Dương vẫn không đẩy nhanh tiến độ, thì họ sẽ dừng dự án và lựa chọn đơn vị thi công khác. Chủ đầu tư cũng đã làm việc nhiều lần với đơn vị thi công, cũng chỉ đạo ban quản lý là phải làm việc theo đúng quy định, cố gắng làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ. Còn những vướng mắc khó khăn, chắc đó là tình hình chung, cũng sẽ báo cho ủy ban tỉnh và có cái đề xuất xem xét để giải quyết như thế nào cho nó phù hợp. Cái này thì đối với chỉ đạo thì đầu tiên thì nếu như chạy tiến độ theo ấy thì chúng ta sẽ xử lý vi phạm theo cái tiến độ bằng hình thức phạt tiền gì đấy. Sau nhiều lần mà đảm bảo không đúng quy định thì dẫn đến đình chỉ và thanh lý. Dự án đường DH8 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Dương trúng thầu, sử dụng ngân sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My là chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 2 năm 2020, có thời gian thực hiện là 1.080 ngày. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn đôn đốc thực hiện hoàn thành dự án đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Qua theo dõi tình hình, dự án triển khai chưa đảm bảo tiến độ, giải pháp thi công không phù hợp, khối lượng thi công và giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.